Ngọc Ánh rất vui khi tiếp tục là người đồng hành cùng quý vị trong hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nhắc đến những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới thì chúng ta không thể không kể đến nhà tiên tri mù Vanga đúng không ạ? Sinh thời, bà Vanga từng đưa ra số lượng lớn lời tiên đoán về thời cuộc bấy giờ, cũng như để lại những lời tiên tri cho nhiều thập kỷ sau khi bà qua đời. Một trong những lời tiên tri của bà đã trở thành hiện thực khi dịch bệnh Covid bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán thuộc thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã đe dọa tới sự an nguy của toàn thế giới và đại dịch vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, với tổng số ca mắc trên thế giới được ghi nhận lên đến 90 triệu người. Và khi bước sang năm 2021, bà Baba Vanga đã có những lời tiên đoán khiến hậu thế lo sợ, trong đó có một lời sấm truyền về Trung Quốc trong năm 2021 này, đó là hàng loạt những sự kiện u ám và khủng khiếp có thể xảy ra. Vậy lời tiên tri đó là gì và liệu rằng thảm họa gì tiếp theo sẽ đến với con người ở đất nước Trung Quốc và trên toàn thế giới? Tất cả sẽ được giải mã trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Mỹ cuối cùng và đại họa thiên nhiên, các phương tiện truyền thông tiết lộ lời tiên tri kế tiếp của bà Vanga cho năm 2021. Lý giải như thế nào về những lời tiên tri của bà Vanga cho năm 2021? Tin hay không là việc của mỗi người, nhưng có lẽ tất cả đều quan tâm muốn biết những dự đoán mà nhà tiên tri nổi tiếng nhất của thời đại chúng ta đã báo trước. Thứ nhất là tìm ra cách chữa bệnh ung thư. Nhà tiên tri được cho là có tới 80% dự đoán chính xác đã từng dự báo sức khỏe con người sẽ được cải thiện trong tương lai khi tìm ra phương thuốc chữa được ung thư. Bà nói rằng, vào đầu thế kỷ thứ 21, nhân loại sẽ thoát khỏi bệnh ung thư và sẽ đến ngày bệnh ung thư bị trói bằng xích sắt. Còn tới nay, các nhà khoa học vẫn đang không ngừng tìm cách để điều trị ung thư và đang cho nhiều kết quả khả quan. Theo đó, người ta tin rằng năm 2021 sẽ là năm tìm ra cách chữa bệnh ung thư. Thứ hai là vị tổng thống cuối cùng. Một trong những lời tiên tri của bà Vanga liên quan đến Hoa Kỳ và đề cập đến tổng thống sau chót. Như đã rõ, vào tháng 11 năm 2020, ở nước Mỹ đã diễn ra cuộc bầu cử, kết quả là ứng viên của đảng Dân Chủ Joe Biden giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa trì hoãn khá lâu, không muốn nhường ghế cho đối thủ và cố gắng kiện cáo. Có thể, dự đoán này phần nào gắn với tình hình xung quanh cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua, cũng như với cách phát triển sự kiện sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Biden. Cùng với điều đó, các chuyên gia giả thiết rằng ở Hoa Kỳ có thể xảy ra những biến động lớn và sự bất ổn, nhưng cũng không đến mức thay đổi nghiêm trọng và triệt để tổng thể. Thứ ba là sức khỏe của Donald Trump. Bà Vanga dự báo Tổng thống Mỹ sẽ mắc phải một căn bệnh bí ẩn khiến ông bị mất thính giác và ảnh hưởng tới não. Nhiều người cho rằng lời tiên tri này có thể nói đến ông Donald Trump, nhưng thực tế là thời gian vừa qua, ông Trump công bố bị nhiễm COVID-19 nhưng đến nay đã hoàn toàn bình phục. Do đó, có thể mọi chuyện với Tổng thống Donald Trump có vẻ không ổn khi ông rời Nhà Trắng. Thế nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều người lo sợ lời tiên tri của bà Vanga có thể ứng nghiệm lên vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, ông Joe Biden, người năm nay đã 76 tuổi. Thứ tư là con rồng hùng mạnh. Bà Vanga cũng dự đoán rằng cường quốc vĩ đại trên đại dương, nơi sinh sống của cư dân từ các bộ tộc khác nhau sẽ không còn tồn tại nữa. Xét theo mọi điều, ý tứ ở đây nói về thực tế hợp chủng quốc Hoa Kỳ có thể rời đấu trường thế giới do những vấn đề về nội bộ và vị trí của Mỹ, theo nhà tiên tri, sẽ do một con rồng hùng mạnh chiếm cứ. Theo tuyên bố của bà Vanga, những người của con rồng sẽ dùng loại tiền màu đỏ. Các chuyên gia lưu ý rằng tờ 100 nhân dân tệ có màu đỏ nên dự đoán này có thể nói về Trung Quốc. Bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay là một số ít đất nước phô trương tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan, bất chấp sự tan phá của đại dịch COVID-19. Thứ năm là đại họa thiên nhiên. Từ năm này qua năm khác, thiên tai luôn là chủ đề cơ bản của các dự báo. Và một lần nữa có chuyện nói về Hoa Kỳ. Bà Vanga cho rằng do mưa lớn, bang California của Mỹ có thể ngập nước, còn các thành phố như Los Angeles, San Francisco và San Diego sẽ chìm nghỉm do siêu bão. Đáng chú ý là California đã từng hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng vào năm 1862, còn trong những năm gần đây đối mặt với hỏa hoạn kinh hoàng. Nhà tiên tri cũng khẳng định rằng trong năm 2021, quỹ đạo trái đất sẽ di chuyển. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt tính địa chất và núi lửa phun trào trên khắp thế giới. Loài người sẽ phải hứng chịu hậu quả do chính mình gây ra, đó là các hiện tượng thiên nhiên bất thường. Bà Vanga cho hay, thế giới sẽ phải hứng chịu nhiều trận đại hồng thủy và những thảm họa lớn. Ý thức con người sẽ thay đổi, thời kỳ khó khăn sẽ ập tới, mọi người sẽ bị chia rẽ bởi niềm tin của họ. Chúng ta sẽ chứng kiến những sự kiện tàn khốc có thể làm thay đổi số phận và vận mệnh của nhân loại.
Theo lời sấm truyền của Vanga, vào năm 2021, quỹ đạo của trái đất sẽ thay đổi một chút. Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động địa chấn và núi lửa trên toàn thế giới. Theo Vanga, quốc gia vĩ đại, nơi sinh sống của những người thuộc các bộ tộc khác nhau sẽ bị tiêu diệt. Nó sẽ bị chia cắt và bị nước lũ nhấn chìm phần lớn lãnh thổ. Quốc gia này sẽ mất phần lớn các thuộc địa về phía đông, gặp nhiều tai ương trên biển, bị tàn phá bởi động đất, mưa bão, kéo theo đó là đói nghèo và bệnh tật. Thứ 6 là đạo quân Hồi giáo xâm lăng cựu thế giới. Các chuyên gia giải mã rằng dự đoán này nói về cuộc xâm lăng của các phần tử Hồi giáo cực đoan vào châu Âu. Bà Vanga cảnh báo sẽ xảy ra vô số đụng độ vũ trang và tấn công hóa học trong năm 2021. Điều đáng chú ý là cho đến nay, các vấn đề người tị nạn và di dân ở EU vẫn rất gay gắt. Còn xung quanh trên bình diện Liên Tôn, thời gian gần đây quả thực đã gia tăng trên lục địa Âu. Chẳng hạn như hồi mùa thu, các nước châu Âu đã phải hứng chịu tổn thất do hàng loạt vụ tấn công khủng bố. Thứ 7 là kinh tế châu Âu sụp đổ. Nhà tiên tri này còn dự báo nền kinh tế châu Âu sẽ sụp đổ. Các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ tổ chức một cuộc tấn công ở châu Âu. Những kẻ cực đoan sẽ dùng vũ khí hóa học chống người dân châu Âu, bà Vanga dự báo. Thứ 8 là hành tinh mới có sự sống. Theo nhà tiên tri người Bulgaria, chúng ta sẽ sớm tìm ra hành tinh có sự sống và nhân loại sẽ sớm di cư tới. Điều này là tương đồng với nghiên cứu công bố hồi tháng 10 năm 2020 nói về những hành tinh trong không gian thích hợp cho sự sống nhiều hơn so với trái đất. Theo đó, các nhà khoa học thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố môi trường khác của 4.500 ngoại hành tinh đã chết. Và trong số đó có 24 hành tinh già hơn trái đất, ấm hơn, lớn hơn và có thể ẩm hơn trái đất. Vì thế, họ kết luận có thể có siêu tiềm năng sống, sự sống có nhiều cơ hội phát triển lên các dạng cao hơn trên trái đất. Thứ 9 là khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bà còn từng nói đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trong 6 tháng đầu năm và đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Thực tế là dịch bệnh kéo dài khiến nền kinh tế bị tê liệt suốt năm 2020. Theo Ngân hàng Thế giới, COVID-19 khiến thêm 88 triệu người rơi vào cảnh siêu nghèo. Không những thế, đồng nhân dân tệ, đồng USD và đồng euro mất giá hồi đầu năm nay. Cuối năm, các quốc gia đã tổng kết rằng hầu hết các nền kinh tế phải chịu mức tăng trưởng âm trong năm nay. Thứ 10 là nhân vật số 8. Trong những tiên đoán về năm 2020, bà Vanga nhắc tới một nhân vật số 8 xuất hiện và thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Khi số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1.000 năm và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm thôi, bà cho hay. Với thông tin số 8 không rõ ràng thì có khá nhiều đồn đoán, nhưng nên nhìn lại năm qua, ta thấy vào tháng 8, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel đã đạt thỏa thuận lịch sử nhằm hướng đến bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao. Sự kiện này được xem là đã ứng nghiệm, trở thành bước ngoặt lớn cho hòa bình ở Trung Đông. Cuối cùng chính là dịch bệnh. Vanga cũng từng gây hoang mang khi nói về việc châu Phi sẽ gặp rắc rối lớn với dịch bệnh lớn cướp đi sinh mạng của nhiều người và nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp này. Có thể nói, điều mà Vanga đang ám chỉ COVID-19, dịch bệnh cướp đi sinh mạng của 1,7 triệu người và lây nhiễm cho hơn 77 triệu người. Thế giới vẫn đang trong cuộc tìm kiếm vaccine phòng chống COVID-19 và nhiều nước mới đây đã bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm chủng. Quý vị thân mến, năm 2020 là một năm khiến cư dân toàn cầu phải đau đầu, nhưng những người hy vọng một năm 2021 tươi sáng hơn có thể sẽ phải suy nghĩ lại, ít nhất là theo dự đoán của nhà tiên tri mù Baba Vanga. Nếu những lời dự đoán của bà Vanga thành sự thật, thì năm 2021 con người sẽ phải đối mặt với nhiều điều khủng khiếp. Thế nhưng không chỉ có bà tiên tri Vanga nói ra những thảm họa đó, ngay cả Nostradamus, nhà chiêm tinh học người Pháp từ thế kỷ 16, đồng thời là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất trên thế giới, cũng dự báo hàng loạt diễn biến u ám có thể xảy ra trong năm 2021. Vậy cụ thể ông đã tiên tri những lời gì vào năm 2021? Xin mời quý vị hãy cùng lịch sử Trung Quốc giải mã ngay sau đây. Theo Nostradamus, trong năm 2021, các nhà khoa học người Nga có thể nghiên cứu ra một loại vũ khí sinh học hoặc một loại virus có thể biến con người thành xác sống, điều khiến loài người có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai. Tiếp đó, ông dự đoán sẽ có những nạn đói, chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh hoành hành trên thế giới. Đại dịch COVID-19 có thể được coi là khởi đầu và hậu quả sẽ có một nạn đói lớn mà thế giới chưa từng thấy trước đây, ảnh hưởng tới cả dân số thế giới. Thứ ba, Nostradamus cũng tiên đoán về ngày tận thế của trái đất đang đến gần khi khí hậu liên tục thay đổi, nước biển dâng cao, gây ra nhiều cuộc chiến tranh và đối đầu để tranh giành lãnh thổ. Vào năm 2021, nhà tiên tri người Pháp nói rằng mặt trời sẽ đạt đến đỉnh của chu kỳ 11 năm, được gọi là mặt trời cực đại. Các nhà khoa học lo lắng sẽ có một trận động đất lớn xảy ra tại bang California, Mỹ, làm thay đổi cảnh quan sinh sống của con người.
Năm 2021 cũng là năm sao thổ trong cung ba kết hợp nhất với sao Diêm Vương, làm thay đổi số phận của thế giới. Theo chiêm tinh học, sao thổ trong ba kết chịu trách nhiệm về thứ bậc xã hội, quyền lực nhà nước, thẩm quyền, chức năng và địa vị, còn sao Diêm Vương đại diện cho hành tinh của cái chết và sự hủy diệt. Cũng theo Nostradamus, ông tiên đoán rằng người Hồi giáo sẽ dẫn đầu thế giới bằng cách xâm chiếm châu Âu mà không cần dùng tới biện pháp chiến tranh. Một mặt là do số lượng lớn người nhập cư và tị nạn Hồi giáo, mặt khác do người châu Âu sinh ngày càng ít con. Tiếp đó, nhà tiên tri Nostradamus nhấn mạnh 2021 sẽ là một năm quan trọng đối với các sự kiện toàn cầu lớn. Những cơn bão mặt trời lớn sẽ diễn ra, có thể gây ra một số thiệt hại lớn cho trái đất. Nostradamus được cho là đã cảnh báo chúng ta sẽ thấy nước dâng lên và trái đất bị nhấn chìm xuống dưới. Cuối cùng, Nostradamus dự đoán rằng trong năm 2021, một sao chổi có thể va vào trái đất, có thể gây ra động đất và các thảm họa thiên nhiên khác. Lời tiên tri này được các nhà nghiên cứu rút ra từ câu kinh trong sách của Nostradamus. Trên bầu trời, người ta sẽ nhìn thấy lửa, một vệt dài tia lửa, ám chỉ một tiểu hành tinh lớn sẽ va vào trái đất. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA tuyên bố một tiểu hành tinh có tên 2009 KF1 có thể va chạm với trái đất ngày 6 tháng 5 năm 2021. Nếu chuyện này xảy ra, tiểu hành tinh này có sức công phá tương đương 230.000 tấn thuốc nổ TNT, tức là gấp khoảng 15 lần quả bom hạt nhân mà Mỹ giải xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Quý vị thân mến, trên thế giới có rất nhiều người tin vào dự đoán của nhà tiên tri Nostradamus, nhưng đồng thời ông cũng là một nhân vật gây ra nhiều tranh cãi chuyên về huyền bí học. Có thể thấy rằng những lời tiên đoán về năm 2021 của Nostradamus hay bà Baba Vanga hầu hết đều khá đen tối và u ám, khiến không ít người lo lắng về vận mệnh của thế giới. Quý vị nghĩ sao về những lời tiên tri rùng rợn này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!